Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thành Tâm, chương 3411 đến chương 3415. Những gì cần nói thì cũng đã nói rồi. Nếu tiếp tục cự tuyệt quỷ thủ thì thực sự cũng không có ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ông tạm thời gia nhập tổng đội võ giả, chờ đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nhờ ông giúp đỡ. Dương Thanh thoáng trầm tư một lúc về sau liền mở miệng nói ra. Quỷ thủ vội vàng đáp lại, vâng. Nửa giờ sau, Dương Thanh mang theo quỷ thủ trở lại tổng bộ chiến vực Trung Châu. Khi Bùi Chính Quốc cùng một đám đại lão chiến vực Trung Châu biết được quỷ thủ muốn gia nhập tổng đội võ giả, về sau đều kinh ngạc đến sững sờ. Dù sao thì quỷ thủ cũng là cường giả có cảnh giới tam phẩm thiên cảnh sơ kỳ, mà tổng đội võ giả bây giờ cường giả có thực lực mạnh nhất là Trúc Anh Sơn, mà trước đó mấy ngày mới vừa vặn gia nhập, cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là nhị phẩm thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Trúc Anh Sơn, ông trước tiên mang quỷ thủ tiền bối đến tổng đội võ giả. Sau khi đem quỷ thủ giới thiệu cho Bùi Chính Quốc và những người khác, Dương Thanh liền để Trúc Anh Sơn mang quỷ thủ rời đi. Mà Bùi Chính Quốc cũng cho những người khác giải tán, bên trong căn phòng chỉ còn lại Dương Thanh cùng Mạnh Thiên Lan. Tôi liền biết anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Không còn người ngoài nào khác, Mạnh Thiên Lan lúc này mới đầy kích động nói ra. Ngoài miệng thì nói biết Dương Thanh không có chuyện gì, nhưng từ đôi mắt đỏ hoe của nàng liền có thể biết nàng trước đó đã lo lắng đến mức như thế nào. Dương Thanh mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Mạnh Thiên Lan nói ra. Khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi. Anh biết trong 10 ngày mình biến mất này, Mạnh Thiên Lan đã vất vả như thế nào. Mỗi một ngày đều tìm kiếm tung tích của anh. Trước đó, thời điểm anh còn ở tại dưới phế tích Vương Sơn, vẫn biết được Mạnh Thiên Lan dẫn người tới tìm mình. Chẳng qua là lúc đó, tình huống của anh khá khó khăn, còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không cách nào hiện thân để gặp được nàng. Cũng chính là hôm nay, anh mới vừa khôi phục, liền đã bị Tề Thiên Thủy bắt được khí tức của anh. Bùi Chính Quốc mồi vẻ mặt ngưng trọng hỏi ra, Dương Thanh, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Dương Thanh khẽ lắc đầu, tuyệt nhiên không giải thích quá nhiều mà là hỏi, khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, đúng không? Thế gia giới có võ có hành động nào vi phạm quy định mới hay không? Anh đã biết biến mất ròng rã 10 ngày, khẳng định sẽ bị thế gia giới có võ nắm được tin tức. Có thể nói, anh đại biểu cho trưởng lão hội, nếu như anh chết đi sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn. Bùi Chính Quốc vội vàng nói, tại Trung Châu tạm thời chưa phát hiện người của thế gia giới có võ vi phạm quy định mới ở giới thế tục. Ngược lại là bốn châu khác đều xảy ra rất nhiều vụ vi phạm quy định mới. Tổng đội võ giả dù sao cũng mới thành lập, tạm thời cũng chỉ là thí điểm ở Trung Châu. Những châu vực khác không ai có thể trấn áp được võ giả của cổ võ hạ giới, cho nên việc vi phạm quy định mới xảy ra rất nhiều, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua ngài cứ yên tâm, trong thời gian ngài không có mặt ở đây, trưởng lão hội đã thu xếp người đi những châu vực khác thành lập tổng đội võ giả. Sau đó khi các châu thành lập tổng đội võ giả, sự cố vi phạm quy định mới hẳn là sẽ giảm đi rất nhiều. Dương Thanh khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Anh cũng chuyển sang một đề tài khác, chỉ là tổng đội võ giả đã thu hút rất nhiều tản tu cổ võ hạ giới, thế gia giới cổ võ liền không có một chút sốt ruột nào hay sao? Tôi luôn cảm thấy trong chuyện này có điểm gì đó khác lạ. Thế gia giới cổ võ tại sao ngay cả những biện pháp ứng phó đều không có? Nói đến đây, Dương Thanh lông mày nhíu lại. Vốn dĩ tại cổ võ hạ giới, mối quan hệ giữa thế gia giới cổ võ cùng tản tu vốn là vô cùng căng thẳng, thậm chí có thể nói tản tu đã bị thế gia giới cổ võ áp bách tới cực độ, căn bản cũng không cách nào được hưởng thụ tài nguyên tu luyện cao cấp. Bây giờ lưỡng giới đã dung hợp làm một thể, thế gia giới cổ võ muốn cắm rễ ở giới thế tục cũng bị hạn chế, có thể nói phi thường không thuận lợi. Chính là dưới loại tình huống này, trưởng lão hội đã ước thúc thế gia giới cổ võ mà còn dùng tổng đội võ giả cố ý thu hút tản tu. Vốn dĩ tại cổ võ hạ giới có ân oán sâu đậm cùng thế gia giới cổ võ, vậy mà thế gia giới cổ võ liền thực sự
không có một chút động thái nào hay sao? Dương Thanh thật sự nghĩ mãi mà không rõ, người có thế gia với có võ, vì cái gì mà vẫn có thể giữ im lặng, không có một chút động tĩnh nào như thế? Bùi Chính Quốc trầm giọng nói ra, có lẽ thế gia với có võ đã chấp nhận sự thật này, đúng không? Dương Thanh lắc đầu, không có khả năng. Anh biết rõ người có thế gia với có võ cao ngạo đến cỡ nào, chỉ ít thì những người có thế gia với có võ mà anh đã từng tiếp xúc kia gần như đều cực kỳ khinh miệt đối với người giới thế tục. Có lẽ trong mắt bọn hắn, người của giới thế tục chỉ là con sâu cá kiến mà bọn hắn chỉ cần tùy tiện liền có thể giẫm chết. Về phần trưởng lão hội, bọn hắn đương nhiên cũng kiên kỵ, mà rất rõ ràng bọn hắn chân chính kiên kỵ chính là thế lực sau lưng trưởng lão hội, một thế lực mà ngay cả Dương Thanh cũng không biết. Đương nhiên cũng vẹn vẹn kiên kỵ đối với thế lực sau lưng trưởng lão hội. Về phần những người khác của giới thế tục, bọn hắn căn bản cũng không để vào trong mắt. Phải biết trước kia, thời điểm tại cổ võ hạ giới, bọn hắn đều xem thường tán tu, mà bây giờ giới thế tục cường giả võ đạo chân chính phá vỡ rào cản mà bước vào thiên cảnh cũng không có được mấy người. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không đem người giới thế tục để vào trong mắt. Lúc này Mạnh Thiên Lan bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương Thanh gật đầu, Bùi Chính Quốc mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng rõ ràng đây chính là sự thật. Được rồi, trước tiên cứ mặc kệ thế gia với cổ võ đi. Bùi Chính Quốc không muốn nói nhiều về thế gia với cổ võ mà là nhìn về phía Dương Thanh một vẻ mặt lo âu nói ra. Quỷ thủ, thế nhưng là người của tề gia với cổ võ, ngài để ông ta gia nhập tổng đội võ giả có vẻ không thích hợp cho lắm đó. Mạnh Thiên Lan cũng nhìn về phía Dương Thanh, nhíu mày nói. Quỷ thủ, thế nhưng là cường giả có thực lực tam phẩm thiên cảnh trung kỳ, phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ giới thế tục đều tồn tại là đỉnh tiêm, để ông ta gia nhập tổng đội võ giả chỉ bằng chúng ta căn bản là không thể chưởng khống. Dương Thanh khẽ lắc đầu, Thiên Lan cô không cần chưởng khống ông ta, chỉ cần hiểu rõ một điều, ông ta gia nhập tổng đội võ giả đối với chúng ta mà nói có sự trợ giúp rất lớn. Về phần phản bội, các người ngược lại là có thể yên tâm, ông ta nhất định sẽ không phản bội. Có một câu mà Dương Thanh chưa hề nói ra, đó chính là chỉ ít thì tại trước khi Dương Thanh chưa rời khỏi giới thế tục, quỷ thủ chắc chắn sẽ không phản bội. Dương Thanh tiếp xúc cùng quỷ thủ cũng không nhiều, về phần quỷ thủ đến cùng là người như thế nào thì anh thật sự chưa rõ ràng cho lắm. Anh chỉ biết chỉ cần mình còn chưa đi cổ võ trung giới thì quỷ thủ khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bây giờ anh có thể để cho quỷ thủ đan dược mà bất kỳ một cái thế gia giữa cổ võ nào đều không cho được. Nếu anh đã nói như thế thì tôi cũng yên tâm. Mạnh Thiên Lan gật đầu, lập tức lại hỏi, chỉ là ông ta là cường giả có thực lực tam phẩm thiên cảnh sơ kỳ tại tổng đội võ giả, nên để ông ấy đảm nhiệm vị trí nào thì thích hợp đây? Dương Thanh lắc đầu, không cần an bài cho ông ta cái chức vụ hay thực quyền gì. Thoáng trầm tư về sau, anh còn nói thêm, như vậy đi, bố trí cho ông ta một vị trí huấn luyện viên tạm thời, về sau liền để ông ấy đến dạy bảo võ giả tổng đội võ giả. Mạnh Thiên Lan gật đầu, được. Bùi Chính Quốc cũng mở miệng nói, đã như vậy chắc hẳn ngài cũng có biện pháp chưởng khống quỷ thủ, vậy tôi cũng yên tâm. Sau khi nói xong, ông ta lại ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dương Thanh cười cười, Bùi thống lĩnh, ông có lời gì cứ việc nói thẳng, chúng ta đều là người một nhà. Bùi Chính Quốc lúc này mới một vẻ mặt ngượng ngùng hỏi ra, Dương Thanh, ngài có thể giúp tôi luyện chế một viên long hổ đan hay không? Dương Thanh hơi sửng sốt một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói, Bùi thống lĩnh, ông bây giờ hẳn là tại cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh trung kỳ đúng không? Mà muốn phục dụng long hổ đan ít nhất cũng phải chờ cảnh giới của ông đạt tới cảnh giới nhất phẩm thiên cảnh đỉnh phong. Hiện tại một khi phục dụng, không chỉ không cách nào giúp ông đột phá cảnh giới, ngược lại còn có khả năng sẽ tạo thành tổn thương đối với căn cơ võ đạo của ông, không thể vãn hồi. Bùi Chính Quốc cười khổ mở miệng nói, nếu như tôi không đoán sai, hắn là không bao lâu nữa ngài sẽ rời khỏi Trung Châu đúng không? Một khi ngài rời đi, nếu lại muốn gặp lại ngài sợ là rất khó, cho nên tôi cũng muốn trước khi ngài rời đi mặt dạng mày dày tìm ngài giúp tôi luyện chế một viên long hổ đan, chờ thời điểm cảnh giới võ đạo của tôi đạt tới nhất phẩm thiên cảnh đỉnh phong rồi mới phục dụng. Lập tức ông ta lại vội vàng giải thích, đương nhiên dược liệu để luyện chế long hổ đan
tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho ngài. Hóa ra là như vậy. Dương Thanh cười cười, tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn bình ngọc, nhìn số lượng khoảng chừng mấy trăm bình. Ngay tại trong ánh mắt khiếp sợ của Bùi Chính Quốc cùng Mạnh Thiên Lam, Dương Thanh nói ra: đây đều là đan dược mà tôi trước đó vì chiến vực Trung Châu mà chuẩn bị kỹ càng, từ nhất phẩm đến tam phẩm đều có, công hiệu cùng thời gian phục dụng mỗi một loại đan dược đều có sách hướng dẫn. Về sau, tôi sẽ còn thông qua trưởng lão hội lần lượt hướng tới các chiến vực lớn khác đưa tới đan dược có đầy đủ phẩm cấp. Nghe anh nói như vậy, Bùi Chính Quốc cùng Mạnh Thiên Lan đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bên trong hàng trăm bình ngọc này vậy mà đều là đan dược. Số lượng đan dược khổng lồ như thế liền xem như những cái thế gia đỉnh cấp tại giới cổ võ kia cũng không có nổi à. Dương Thanh bằng vào sức một mình lại là làm như thế nào mà làm được chứ? Hết.